Rồi chào anh em luôn, hôm nay mấy anh em bên mình có mua cái bộ kẹp uống chữ nè anh em. Đó, mới khui hộp còn nóng hổi luôn đây. Đó, hai cái càng cua mập chà bá màu đen luôn nè anh em. Đó, hàng xịn của Trung Quốc luôn anh em. Đó, cái hộp mới khui luôn. Chút xíu mấy anh em review rồi uống cho anh em xem. Đó, cái cây này là cái cây thẳng để dành uống mấy cái gốc nè anh em. Đó, nhìn như cái càng cua luôn anh em. Đó, bên trong có cái nút tắt mở nguồn nè. Đó, cái đầu kẹp cũng thẳng cũng đẹp anh em ha. Đó, làm nghe cọp 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 quá im luôn anh em ơi. Đó, còn đây cái cây kẹp mập màu trắng này để dành mình uống mấy cái bề cong của Mika đồ nè anh em. Đó, giống như cái đồ vuốt tóc của mấy cái tiệm làm tóc nha anh em. Đó, bên trong có cây gờ gì đây. Rồi bây giờ kỹ sư dọn đồ ra uống luôn cho anh em xem nè. Đó, bây giờ ghim điện luôn, dọn ra ngoài sân chơi lớn làm cho anh em xem luôn. Đó, hai cây kỹ sư đưa lên nè. Đó, bật công tắc cái đèn bên trong nó cháy nè anh em. Đó, cây mập bên đây cũng vậy. Đó, à, bây giờ ghim điện rồi lấy một cái chữ Mika mình uống thử coi chất lượng nó làm sao, có dễ làm không anh em. Đó, thấy kỹ sư vất vả hy sinh mua đồ tốn tiền, nhớ đăng ký kênh, like, share dữ dội ủng hộ nha anh em. Đó, bây giờ uống cái đường thẳng thì đơn giản rồi. Bây giờ mình lấy cái cây mập dẹp này mình ốp vô mình uống thử cái đàn cái đường cong coi anh em. Đó, nó mềm lắm đó. Đó, nó cũng màu nóng anh em. Đó, nó mềm mê ca nhũng luôn á. Cái này mới mấy anh em uống cũng chưa quen. Một số anh em thợ thì quen với mấy cái bình khò rồi. Cái này chắc phải làm một thời gian mới quen được anh em ơi. Đó, nó chưa mềm, nó cứng lại thì mình kẹp thêm một lần nữa. Đó, kẹp xong rồi mê ca nó mềm nhũng luôn anh em. Rồi xịt keo thôi, rồi lấy đồ cắt thôi. Đó, cũng đơn giản. Đó, cái này để dành kẹp nướng khô mực là ok luôn anh em. Đó, còn bây giờ tiếp theo kỹ sư lấy cái cây càng cua này uống thử cái gốc này anh em. Đó, kẹp vô nó cũng mềm đó. Đây để mình quay cận cho anh em xem nè. Đó, cũng tạm được anh em ha. Đó, cái gốc nó cũng vuông vuông cũng đẹp chứ. Đó, bây giờ cái cạnh ngoài kỹ sư lấy cây mập đưa vô thử sao. Đó, vậy là mình uống tới anh em, cái này xài cũng khá an toàn nhưng mà chưa quen lắm. Đó, cứ thế rồi tới đó rồi cắt thôi. Đó, mấy anh em đánh giá chất lượng của cái này sao thì để lại comment phía dưới cho anh em tham khảo. Rồi sau một hồi vất vả cực khổ, kỹ sư đã làm một cái chữ quá trời thấy ghê anh em ơi. Phải đem vô cho cái bông nó sáng sáng lên mới đẹp được. Rồi hẹn gặp lại anh em.